Sansui, và đây là bộ sản phẩm 300BT. Bộ Sansui 300BT là ngày hôm nay về hàng thì là một bộ hàng xuất sắc, không có thùng xốp nhưng mà đầy đủ phụ kiện khiển zin các bác nhé. Và mức giá của nó cũng sẽ mềm mại hơn so với hàng thùng, đó là 500.000. So với một cái phiên bản chuyên chơi nhạc vàng Sansui 300BT đến từ thương hiệu Sansui thì khi về Việt Nam với cái hình thức nguyên thùng xốp, mức giá của máy sẽ rơi vào khoảng 9 triệu 5. Viên bộ sản phẩm ngày hôm nay em sẽ để cho các bác mức giá là 9 triệu. Hàng đẹp xuất sắc, góc cạnh, đầy đủ khiển zin cũng như dây loa và dây nguồn. Bộ 300BT này là một trong những dòng sản phẩm mới của thương hiệu Sansui gửi tới khách hàng, những người đam mê thương hiệu âm thanh này, đến cái hệ thống nghe nhạc mini nhỏ gọn của họ. Và họ có sản xuất ra rất nhiều những cái bộ sản phẩm mini trong hệ sinh thái của cái dòng sản phẩm đời mới. Tuy nhiên chỉ có hai bộ duy nhất, đó là 300BT và 500BT với cái thiết kế âm ni độc lập cũng như loa bookshelf độc lập bên ngoài các bác nhé. Hình thức thì như em đã chia sẻ với các bác, đẹp xuất sắc, chỉ thiếu thùng xốp thôi. Các bác sẽ có một chiếc âm ni chạy hai bóng đèn 12AX7, các bác nhìn chưa? Đây là âm ni xuất âm bằng bóng, vì thế cho nên nó cái độ ngọt ngào chi tiết của nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với những cái sản phẩm khác. Và cũng có một cái điểm cộng của cái sản phẩm này, đó là các bác có thể nhìn thấy cái mặt cái vỏ của âm ly cũng như của loa ấy, nó sẽ được làm bằng dạng dán veneer gỗ, nó rất là đẹp. Cái vân gỗ các bác nhỉ, cái vân gỗ nó rất là đẹp, nó sẽ hợp với nội thất của các bác màu gỗ. Và về cùng bộ sản phẩm cũng có điều khiển zin cũng như là dây loa. Các bác sẽ có một chiếc âm ly chạy hai bóng đèn với khả năng tinh chỉnh bát chép mặt trước này, khay đĩa CD. Và ngoài ra bộ này cũng có thêm Bluetooth các bác nhé. Hàng đẹp thì chắc chắn là hai vế lưới e-căng là phải có rồi, chắc chắn là phải có rồi. Và các bác có thể nhìn góc cạnh của loa này, góc cạnh của loa cực đẹp luôn, không có cấn cạnh hay là xước răm gì đâu các bác nhá. Thực tế thì bộ sản phẩm 300BT này từ trước đến giờ em mua về cũng đâu đó khoảng trên dưới 50 bộ rồi, nhưng mà chưa thấy bộ nào nó bị gọi là xước
loa được đâu. Hình như cái cách thiết kế này, cái vỏ này của họ nó rất là khó để có thể làm xước được, hoặc là xước mà gây lộ. Trước đây, gần đây ở trên kênh không lâu thì em có một bộ về thì thiếu e căng, cũng là cái chép nó bị móp, cũng đã thanh lý cho các bác ở bên Mỹ Đình rồi. Ở phía trên đây chúng ta sẽ có một cái điểm chạm NFC đối với Android để kết nối Bluetooth các bạn nhé. Phía sau của loa các bác sẽ có cái thông tin công suất là 35W, trở kháng là 6 ohm. Còn phía sau của ampli thì các bác sẽ có hệ thống cầu jack loa ra ampli này, rồi các bác sẽ có một cái đường line in để các bác cắm các thiết bị bên ngoài. Ngoài ra thì các bác sẽ có một cái đường USB để kết nối với nhạc mà copy sẵn để các bác có thể nghe nhạc ngay. Cái hay của Sansui 300BT, nó cũng gọi là tạo nên cái thương hiệu cũng như là tạo nên cái giá trị của sản phẩm này, đó là ampli xuất âm bóng đèn rất là hay. Và đặc trưng của cái dòng Sansui này nó cũng na ná với những cái sản phẩm của Tiết một chút, đó là nó xử lý cái giải cao rất là tốt, chép rất là tơi và nhuyễn. Bộ sản phẩm này ngoài cái khi các bác để mặc định nghe đã rất là hay rồi, còn các bác có thể tinh chỉnh, can thiệp và bass chép một chút bằng cách các bác sẽ sử dụng nút bass hoặc chép ở mặt trước, sau đó tăng cái volume này, nó sẽ tăng lên. Ngoài ra với cái điều khiển zin từ xa thì chúng ta còn có thêm cái chế độ loudness, một trong những cái chế độ mà chỉ có xuất hiện trên những cái hệ thống dàn chung các bác nhá. Hiện tại nó bật on đấy. Bộ này thì như đã chia sẻ với các bác thì sẽ chơi nhạc từ CD này, từ USB, từ điện thoại cắm vào hoặc là từ kết nối Bluetooth. Và đặc biệt bộ này thì sẽ có khả năng xử lý cái chất âm ở trong không gian khoảng 30m² các bác nhé. Có điều khiển zin từ xa các bác nhé. Mức giá là 9 triệu ạ. Thank you.
Bạn nào quan tâm tới Sansui 300BT có thể liên hệ tới một trong hai số hotline của Thanh Tâm để mà đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.